Dạ, xin chào cả cô anh chị mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là sáng hôm nay là cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Trong hôm nay thì cũng giới thiệu anh chị mình ít hàng mai giống thôi. Mỗi lần cho anh chị mình xem có cây giống nhung hôm qua trổ nè, với cây bên đây là cây siêu phong bình lợi nè. Cây mai giống nhỏ của con đang trổ đây nè cô anh chị. Lô này thì chỉ có gốc vậy thì có 160 ngàn thôi anh chị, 160 ngàn cây là bao ship của anh chị mình luôn rồi đó. Cây thì nói chung là đã cũng đạt tiêu chuẩn thôi. Thì bên vườn con thì bán chủ yếu là mấy cái hàng lấy bo thôi nè cô anh chị. Cây thì nó có thể là 66 gì nè, cũng 160 ngàn về hàng lấy bo được, cũng lấy tầm khoảng chục bo. Nói chung là lá cây đồ thì nó có thể xấu nha, nhưng mà giống thì đảm bảo chuẩn cho anh chị mình về cái nguồn giống ha, nên có anh chị mình cứ yên tâm. Cây bên đây thì giống nhung ha các anh chị, hai loại này bông nó cũng ngang nhau nha, chứ mình đừng thấy giống cũ nó không đẹp nha các anh chị. Đây là giống nhung, cây hôm qua là con quay rồi của anh chị mình xem nè. Cây cái gốc nó xấu xấu, có ba lớn như nè, không bằng con tới út con nữa ha. Nhưng mà bông thì có anh chị mình thấy đây, bông về là rất là đạt rồi đối với hàng giấu nhung nha các anh chị. Đấy, nhưng mà do cái của anh chị mình biết sao không, là cây này nó cứng nè, nó liền cốt nè, nó mới bông nó bự nha. Còn mà giấu nhung mà có anh chị mình mới ghép vô thì bông nó cũng nhiều cánh thiệt, nhưng mà con cái là nó không có được to vậy nha các anh chị, đối với hàng giấu nhung. Còn bên đây bình lợi nha các anh chị, đây là siêu bông bình lợi nè, bông thì nó trổ của anh chị mình xem, bông nó cũng khá nha. Đấy, hai loại lá này thì mình dễ phân biệt lắm, nó không có gì khó phân biệt ha. Bình lợi thì lá nó xóa bóng hơn, còn giáo nhung thì lá nó cộm giống y như cái lá của dậu Thủ Đức vậy nha các anh chị, nó hao hao nhau. Nhưng mà cái loại này thì các anh chị mình để gần Thủ Đức á, mình để lộn xộn mình khó phân biệt lắm cái lá của nó ha. Nhưng mà loại này thì lá của giáo nhung nó sẽ cái đọt nó nhung xanh nha các anh chị, nhung xanh thì ra đọt thì mình sẽ dễ phân biệt hơn. Còn mà lá nó dày thì nó cũng giống như lá của Thủ Đức thôi, nhưng mà bông rất là đẹp cái nàng giáo nhung nha. Là này là một trong cái những cái giống dảo của anh chị mình đáng ghép để dành chơi lâu dài nè. Thì ưu điểm của con dảo nhung là cái cốt nó sẽ rất là cứng nha con chị, cốt rất là cứng, rất là mập luôn. Của anh chị mình nuôi mà theo kiểu mà ghép cây nhỏ thì mình ghép cái loại này mình nuôi cốt rất là nhanh mập nha. Đấy, thậm chí là nó hơn con bình lợi luôn nha anh chị. Bình lợi mình thấy vậy cho nó không bằng dảo nhung đâu ha, nhưng mà bông thì nó cũng đẹp do là giống cũ thôi. Còn bên đây thì bên đây giới thiệu của anh chị mình xem cái cây hôm qua nè, có anh kia anh kêu đo thông số cây F2 này ha. Đây là bông hôm qua trổ đây nè, để nắng thì nó héo rồi. Cây F2, cây bình lợi này là hàng ghép F2 bông chuẩn của anh chị, bông chuẩn. Nên của anh chị mình xem hàng ghép 4 bo, ghép chột luôn ha. Đầu thì nó cũng khá là liền cốt rồi của anh chị. Lên thông số của anh chị mình xem luôn cho anh chị mình xem tham khảo ha. Nói chung là bữa nay lên cái cây này thì chừa lại để dành mình cắt bo có cái nguồn F2 đó. F2 thì con cũng nhiều lắm, hoành khoảng 15,5 nha các anh chị. Hoành 15,5, chiều cao là 38, tán ngang 30. Thì cây này thì bệ đế nó cũng đều nha các anh chị, bệ đế đều, nó chung là cũng được đó. Cũng khá là đẹp nha các anh chị, chậu lọt lòng là chậu 3 tấc ha. Chậu 3 tấc hàng F2, siêu bông bình lợi hàng giáp liền cốt nha. Cây này thì giá là 900 bao ship cho anh chị mình về mình lấy cái nguồn F2 và mình lấy bo mình ghép sau này luôn thì cũng ngon ha. Mình đây quay sơ của anh chị mình xem mấy cây bự bự của con ha. Hôm rồi thì lên cây có 100 mấy, 200 mấy, 300 gì đó, ít lên cây bự của anh chị mình thôi, tại vì mới ghép đó con chị, mới ghép vậy nè. Đó, cây nó chưa có đạt, chưa có lên của anh chị mình đó. Chứ cây thì cây lớn cũng nhiều nha, lớn cũng nhiều, về đế thì để giữ không à. Hoành cái đó là hoành 20 mấy được nha con chị, hoành cơ đó là 20 mấy á, chứ không phải nhỏ rồi ha. Mấy cây này thì hoành cũng trên dưới là tầm khoảng 21, 22, cỡ đó là khoảng 25, 26 ăn lên nha các anh chị. Bệ đế lọt lòng là từ chậu 4 tấc cho tới chậu 5 tấc á, đế thì nó cũng khá. Ở trên kia thì cũng còn số cây nữa, cũng chạng chạng dày không ha. Để cho anh chị mình xem, mua mấy cây này về chơi thì bây giờ là ghép ra đó, thì đợt sau thì cũng là Tết là mình có thể trưng mới được cây này rồi. Cây này nó bị quấn quá lá nè, nướng nắng quá con chị, nắng quá nó làm cho cái lá mình bị cuốn con chị. Mùa này thì con chị mình nếu mà có dàn lưới á, ghép mới ra mình có dàn lưới mà thứ lưới giảm nhiệt á, thì mình làm nó ngon hơn. Cây này thì chiều nay thì con sẽ vô mà lấy mấy chỉ sơ dừa mình đắp gốc rồi cho nó ẩm nha con chị, chứ mùa này mình không đắp là nó sẽ bị tróc da ha, tróc da thì nó làm cho cây mình lũa da, nhìn nó xấu cây ha. Dạ thì đây là con cũng tiếp tục lên của anh chị mình xem vài cái mã số nha. Hàng này thì hàng mùa 3 liền cốt nha anh chị, mấy cái hàng cũ của con á.
Vừa để lâu nó già mùa cắt đôn lại thì tàn nhánh nó ra cũng đều vậy nè con chị. Đấy ha. Rồi anh chị mình thấy về thì cô anh chị mình bấm mấy cái ngọn này đi nha. Bấm mấy cái ngọn này đi cho nó ra, nó ra tàn, cho nó tròn, cho nó đều cây á. Còn mình không bấm thì nó cứ ra thẳng vậy hoài luôn nè cô anh chị mình thấy nè. Ở đây bắt đầu chuẩn bị nó bắn ra nữa nè. Nên về thì mình cắt lại, mình cắt mấy cái đầu ngọn, mình bấm đầu ngọn lại. Đấy không có cắt giùm cho cô anh chị mình luôn. Vậy đó, đừng có cho nó cao hung nha. Cao hung là thành dở ha. Rồi. Thì cây đầu tiên mã số 41 là cây cúc hoa hồng Thanh Tú nha cô anh chị. Hoa hồng Thanh Tú hàng mùa 3 liền cốt ha. Đây liền đầu nè cô anh chị mình nè, liền do này nè. Đó. Cây của con thì nó liền rồi nha, liền cốt. Cho cô anh chị mình xem kỹ cái cây để phân biệt cái cây liền cốt thì mình nhìn ngay chỗ này nè cô anh chị, chỗ mắt ghép nó liền là ok ha. Còn nhiều người ta bán cái cây mà nói liền 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 chứ nó không có liền nha, 2 3 3 4 mùa nó không liền là không được nha cô anh chị. Đây. Cây mã số 41 đầu tiên, cúc hoa hồng Thanh Tú. Cây này 170.000 bao ship của anh chị mình nha, hàng mùa 3 liền cốt nha các anh chị. Loại này thì về chứ cái mình chăm sóc xương xương rồi Tết năm sau mình chơi thôi, cao khoảng 35 nha. Mã số 41. Mã số 42. 42 là lên cây dẫu nhung nha các anh chị. Cây dẫu nhung cho anh chị mình thấy ha. Này là nói chung là tàn nó cũng tròn đều lắm nha các anh chị, tàn tròn đều lắm rồi. Cây thì con lên nói chung là đã chỉnh sửa hàng cắt đôn hồi trước Tết cũng có bo nha. Về con chị mình cắt bo ghép được, tại vì giống cũ thì nó sẽ rẻ hơn. Cao cũng khoảng 32, cao 30 gì đó, 30 32 gì đó. Cây này cũng 170.000 bao ship nè. Tại mấy bữa nay con hết cây của con chị thì lên mấy giống cũ cũ cho con chị mình xem tham khảo thôi. Chứ đúng ra thì cây nó chưa có kịp bự á, chừng nào mà cây nó đạt á, ship đi đường xa được á thì con sẽ lên cho anh chị mình nha. Tiếp tục là một cây cúc không nhị, cúc không nhị Hoàng Quyết Long nha anh chị, mã số 43 ha. Tàn nhánh thì nó cũng tròn đều vậy nè, bo thì nó cũng quá trời luôn, gốc ghép nó bự nha anh chị nè. Ngón tay út con nào mình so sánh nè, ngón tay cái nè, hàng thì già nên cũng bảo đảm ha. Đo thử cái chiều hoành cho anh chị mình xem, hoành nó cũng bự bự anh chị. Hoành cũng khoảng 5,5 gần 6, chiều cao khoảng 35, hơn 35 tính 35 nha anh chị, trừ hao cho anh chị mình rồi ha. Cúc không nhị liền cốt thì cây này cũng 170.000 luôn. Nói chung là lô mấy lô này thì cây nó cứng cáp lắm. Cái này là cây cúc tiên ong. Cúc tiên ong của anh chị mình hay còn gọi là cúc bảy tầng của anh chị ha. Cho anh chị mình xem cây đây ha. Cũng liền giòn rồi nè. Cái cốt ghép mà nó phụ lên bự chà bá muốn bằng ngón tay cái con rồi nè ha. Hàng con già lắm nha. Ôi lộn, hàng này nó già lắm nha cô anh chị. Đó, cũng liền đầu. Về cô anh chị mình bấm ngọt nha. Mấy cái nhánh này nè, mình bấm ra, mình chừa cái đọt chủ á thì mình bấm ít lại, những cái đọt phía dưới á mình bấm sâu xuống một xíu để cái đọt chủ nó sẽ phải cao hơn những cái đọt chìa nha cô anh chị. Nên cô anh chị mình coi nha. Thì về mình có thể là mình vô dây, mình lắc lại theo cái ý thích của mình rồi xong mình cắt cho nó đẹp cái cây. Đấy, tùy theo quý anh chị mình sửa thế ha. Rồi, cây này cúc tiên ong. Cũng hàng 3 mùa liền cốt nha quý anh chị. Chiều cao khoảng 5 tấc ha. Cũng 170.000 bao ship của anh chị mình luôn. Mà số 44. Đây, cây già lắm ha. Qua mã số 45. 45 là con lên cây dạo Đa Phúc. Dạo Đa Phúc thì hôm bữa có cây bên kia đó con chị. Đây nè, cái cây đằng đó đang trổ bông đó con chị. Cây cao cao đó ha, đã đang trổ bông dạo Đa Phúc vậy đó. Còn cây kế là cây cúc Tư Long, quá trời bông luôn á. Rồi, quay con chị mình xem. Cây này mã số 45 nha. Dạo Đa Phúc hàng góc vườn, gấp hai bo tàn nhánh tay tại cành điều ha. Đấy, dạo Đa Phúc. Mấy cây góc vườn là con mới đo hoành nha con chị, chứ gốc nhớ con cũng hơi lười đo. Hoành 8, hơn 8 tính 8 nha. Củ đế nè, cho anh chị mình xem, quay xem cái củ đế. Kiểu như mà tàn nó tròn tròn, cây này mới mùa mấy, hay mùa hả? Cao 30, tán ngang 30. Cây này 250 bao ship của anh chị mình ha, cây dạo Đa Phúc. Đấy, cô anh chị mình có thể test lại cái video cũ hoặc là chiều nay thì con đăng lại cái dạo Đa Phúc đó cho con chị xem, bông nó đẹp ha. Mã số 46, cái này bạch mai thái ha.
Đây, bạch mai thái của anh chị mình xem đây, để cũng đẹp, hàng để chân nôm nha anh chị. Bạch mai thái lên thông số của anh chị mình xem luôn, hoành chính, chiều cao 29 chưa được 30 ha. Đó, cây này 280.000 bao ship bạch mai thái nha các anh chị. Qua tiếp mã số 47. 47 là thằng siêu bông bình lợi. Đây các anh chị mình xem nè, nó phân nhánh, nó phân chi quá trời luôn. Về các anh chị mình không cắt bo thì mình lại mấy cái nách lá này nè. Lại bỏ ha. Lại bỏ nách lá cho bắt đầu nó chia nhánh cho nó đều ra. Tháo cụm dây kẽm ra nha các anh chị. Kẽm này là con cố định để ship đi xa cho anh chị mình á, chứ về mình tháo ra thì cho nó đẻ nhánh cho nó đều ha. Đó, nhánh tai chi phân rất là đều nha. Rồi mã số 47 siêu bông bình lợi. Hoành cũng khoảng gần 8. Chiều cao 30. 160.000 bao ship ha. Bình lợi mã số 47 160. Tiếp tục mã số 48. Hồi nãy là 47, mã số 47 chứ, hồi nãy là cây kia 160 là mã số 47 ha. Còn bên đây là cây bình lợi. Đây có anh chị mình xem có cái mặt bông chuẩn cho có anh chị mình coi ha. Nhưng mà cũng hàng ghép một bo nha anh chị, cũng phân chi đều nè. Đó, phân nhánh ra nó đều hết nhưng mà bo ít nha. Tại vì bo nó đang ra non nha anh chị, này là nói chung là hàng bo ít đó. Rồi, chuẩn cho có anh chị mình xem luôn. Cái này thì qua vài tháng nữa thì cây nó bự hơn, nó phân chi nó bự hơn thì giá nó sẽ khác nha anh chị. Còn con bán sớm thì giá nó cũng mềm mềm, của anh chị mình dễ chơi. Mã số 48. Lúc gà lấy bo cắt ghép thì ngon ha. Hoành cũng khoảng 8. Chiều cao có 20 rồi anh chị. Đây, giót ngọn thẳng lên đúng 20 nha. Chứ không hồi là không được 20 á. Rồi cây này cũng 160.000 bao ship luôn. Bông thì chuẩn thanh cây vậy nè. Còn cái nụ nè. Nhưng mà dễ nụ này rụng hết á cô anh chị. Nụ là cái cây mai mà lên nụ xanh rồi cô anh chị mình ship đường xa không được ha. Ship đường xa là nó bị rụng. Mã số 49 cũng siêu bông mình lợi luôn. Hàng ghép 3 bo. Bo này bo già nha cô anh chị. Bo rất là già cứng này nè. Gám đầu hết rồi. Về cắt bo liền khỏi chờ luôn. Nhận cây về xong tưới nước qua ăn đêm bữa sau cắt bo ghép luôn ha. Tại hổng gà con không có tưới phân nha anh chị. Nhưng anh chị mình cứ yên tâm. Với con cái là không có tưới phân á thì cái lá nó sẽ xuống màu nha anh chị. Nó sẽ bị già hoặc là nó không xuống màu nha. Nên cô anh chị mình nhận cây thông cảm giùm nha. Cái này hoành chính. Chứ đi phân cái nó bắn đọt của anh chị mình không ghép được nữa mất công. Mấy bữa nay là con dừng tất cả các loại phân cho mấy kia lấy bo ha. Cao là khoảng 22. Hàng ghép 3 bo siêu bông mình lợi. Cây này 300k bao ship ha. Tùy theo lượng bo nhiều ít nha con chị. Với bo mình ghép lấy liền, còn cái này là để dành chăm chơi thôi. Chăm được sao mình mới lấy bo được. Mã số cuối cùng, mã số 50. 50 là nhị ngọc toàn. Nhị ngọc toàn hàng lấy bo nhưng mà đế nó cũng được nha con chị. Nói chung là cây ghép 3 bo nè, có bo này thì dài thật lượt. Bo này thì nó cũng dài luôn, bo này thì cục nằm giữa. Tại vì cái này cái đuôi ha, cái đuôi mà nó dài vậy được rồi. Cái đầu thì có cái đầu dài là ngon. Cái này hoành 6,5. Chiều cao 38. Mã số 50, 280.000 bao ship cho cây mai nhị ngọc toàn ha. Cũng khá đẹp nha các anh chị. Còn bên đây là quay các anh chị mình xem sẵn mặt bông của cây giảo đao phúc luôn. Cái bông nó dày nha các anh chị. Bông cũng vừa vừa thôi. Đó. Cây này thì cây non mùa nha. Thì cỡ dày thôi nha các anh chị. Bông thì nó cũng đạt vậy thôi. Cũng bông chùm vậy thôi. Cho anh chị mình thấy nha. Cái này không phải giảo như ý nha. Bông nó vậy đó, thì con thấy cái phơm bông thì nó cũng đẹp cánh rảnh nha các anh chị. Còn bên đây là cây cúc tư long nè, trộn mấy bữa nay rồi các anh chị. Hôm bữa là các anh chị mình coi cái clip 2-3 bữa trước là con có quay hai cây này rồi. Là lúc đó mới có búp là mở vài bông thôi, nay thì nở mấy bữa rồi. Hổng gài không thèm cắt luôn các anh chị, không thèm cắt luôn. Cái này thì cây này giảo đao phúc, cây này cúc tư long. Thì cái cây giảo đao phúc ở bển thì nó cũng y chang vậy đó ha. Ở đây cây nhị ngọc toàn bự nè, nhị ngọc toàn bự hoành nó tới khoảng 16-17 vậy. Cây nó 800k ghép 5 bo ha. Còn đây là giảo đồng tiền. Giảo đồng tiền 200k thì nó bao lớn vậy nè các anh chị. Cây thì cũng cắt đôn tàn nhánh thì nó cũng tầm xum xê vậy đó ha. Cúc cam 220.
cây bạch mai Thái đó cũng 280.000 bao ship luôn. Bên đây là cây mai, cây mai này cái gì quên rồi, để coi lại. Đấy, cây này cũng chắc cũng cây là bình lợi nè con chị, cây bình lợi 250 nè, bao ship của anh chị mình luôn rồi đó ha, 250 nha con chị, ở số 27 á. Giờ còn bên đây là cây dẫu nhung, cây dẫu nhung này thì cũng cành nhánh xum xuê tàn đều, thân thì lát cao cao, cũng 170.000 luôn. Bên đây có cây nhị ngọc toàn 200k, bên đó là bình lợi 200, này là cây bình lợi 250 luôn ha, bao ship của anh chị mình luôn. Nói chung là cây tùm lum hết, thì có anh chị mình muốn chọn cỡ giá nào cũng có, từ mà nhỏ cho tới lớn luôn ha các anh chị. Thì cuối clip thì cũng giới thiệu sơ của anh chị mình lại cái lô bình lợi này ha. Cái này loại này 70.000 cây, chiều cao là tầm khoảng từ 1,5 tấc cho tới 2 tấc, gốc trột là nó từ khoảng là ngón tay út cho tới đầu đũa ăn nha anh chị. Hàng quấn đế tất cả 100% quấn đế hết cho anh chị mình về mình giữ dành chăm sóc mình chơi luôn ha. Thì video này con cũng hơi dài rồi đó, thì giới thiệu của anh chị mình những cái mã số với hàng mã giống của anh chị mình, thích cái loại nào mã số nào thì mình có thể là liên hệ qua số máy là 0963 210 936 rồi nhắn tin đều được nha. Cái nữa mình lướt ngang kênh đó, cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh để kênh phát triển thôi, nhưng mà mình cần đóng góp ý kiến gì đó mình là có thể là comment phía bên dưới nha anh chị, hoặc là nhắn tin trực tiếp cho con luôn và nhấn vào chuông thông báo ha. Cuối cùng là chúc anh chị mình một ngày nhiều sức khỏe, lại của anh chị trong video sau. Xin chào ạ.